Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Điện Biên huy động hơn 80 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa giáo dục. Thư viện thân thiện trong trường học tại Yên Bái góp phần nâng cao chất lượng văn hóa đọc. Huyện Bát Sát, Lào Cai bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch. Thông tin thời tiết các địa phương trong khu vực sẽ có ở phần cuối chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La đã có nhiều giải pháp, sáng kiến và cách làm phù hợp cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải. 9 tháng năm 2023, ngành giao thông vận tải Sơn La đã thực hiện cắt giảm đơn giản hóa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của sở từ 10 đến 33,3%. Có những thủ tục hành chính cắt giảm 80% thời gian giải quyết so với quy định như các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý vận tải, cấp giấy phép liên vận Việt-Lào, cấp phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải, đều giảm bớt thời gian và trả kết quả trong ngày. Những nỗ lực của ngành giao thông vận tải Sơn La trong công tác cải cách hành chính đã và đang góp phần cùng các cấp các ngành trong tỉnh thực hiện mục tiêu của chính phủ là xây dựng nền hành chính kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của ngành giao thông vận tải trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thời gian qua tỉnh Điện Biên đã huy động được hàng chục tỷ đồng để xây mới phòng học, phòng chức năng và bổ sung mới trang thiết bị phục vụ nhu cầu dạy học. Từ năm 2018 đến nay, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Điện Biên đã huy động các nguồn lực xã hội hóa với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng để xây dựng các công trình giáo dục tại 132 trường, điểm trường. Trong đó xây dựng được trên 250 phòng học, 120 phòng ở bán trú, hơn 100 phòng công vụ, 29 nhà bếp, bếp ăn, 105 phòng vệ sinh. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, các địa phương cũng tích cực đầu tư hệ thống trường học ngày càng khang trang hiện đại, cùng hệ thống các trang thiết bị từng bước đồng bộ, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới giáo dục từ việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ ở cấp học mầm non cho tới công tác giảng dạy của các trường phổ thông. Thời điểm này, lực lượng công an phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Lai Châu đã ra quân tăng cường, nâng cao nhận thức của toàn dân phòng cháy, chữa cháy, nhất là tuyên truyền tới các trường học, đặc biệt là tập trung thực hành kỹ năng cho lượng lớn học sinh, giáo viên trong tỉnh. Ngay tại không gian trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức tuyên truyền cho giáo viên và các em học sinh các biện pháp phòng chống cháy nổ, trải nghiệm, xử lý sự cố. Cùng với thực hành một số kỹ năng phòng cháy cơ bản và thoát nạn khi có hỏa hoạn, học sinh, giáo viên còn thực hành việc cứu hộ, thoát nạn khi có sự cố xảy ra, giúp phòng tránh được nhiều rủi ro có thể xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày, góp phần nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh các trường học để vận dụng có hiệu quả kịp thời khi có sự cố cháy nổ, tai nạn xảy ra, nhằm giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về người và của. Những năm qua, nghề nuôi ong của tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển, mang lại nguồn thu nhập cao. Hiện 4 huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh đang chuẩn bị bước vào mùa mật ong bạc hà. Toàn tỉnh Hà Giang có trên 3.700 ha diện tích cây bạc hà tự nhiên với trên 43.000 đàn ong hút mật từ hoa bạc hà, chiếm 73,1% tổng đàn ong của tỉnh, chủ yếu tập trung tại 4 huyện vùng cao gồm Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Sản lượng mật ong bạc hà đạt trên 175 tấn một năm. Đối với sản phẩm mật ong bạc hà đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý và có thị trường tiêu thụ ổn định, hàng năm cuối tháng 10 là thời điểm bước vào mùa mật ong bạc hà. Để có một mùa mật bội thu, sản phẩm chất lượng, hiện các cấp ngành địa phương của tỉnh đang tích cực tuyên truyền các hợp tác xã, doanh nghiệp, người nuôi ong áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo sản phẩm mật ong bạc hà đạt tiêu chuẩn, khẳng định thương hiệu uy tín.
Thưa quý vị và các bạn, thư viện thân thiện là mô hình khá phổ biến trong các trường học hiện nay. Với không gian xanh, cách bài trí khoa học thuận tiện, nguồn sách đa dạng, phong phú, hấp dẫn chính là những đổi mới khác biệt so với thư viện sách truyền thống, đem đến cho học sinh những trải nghiệm đọc sách thú vị mới mẻ. Không chỉ là một kho sách, thư viện trường học đã được trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái bài trí trong một không gian hoàn toàn mới mẻ, mát mắt với không gian xanh thoáng mát của cỏ cây hoa lá. Những bình hoa nhỏ xinh cùng những góc đọc sách vô cùng thoải mái. Từ khi có thư viện thân thiện, các em học sinh của nhà trường vô cùng thích thú bởi các em có thể dễ dàng tìm kiếm và đọc sách bất cứ khi nào rảnh rỗi. Em rất thường xuyên đọc sách và khi đọc sách thì em cảm thấy rất là vui. Nó đem đến cho em nhiều kiến thức, giúp em nhiều trong việc học, giúp có thể giải được rất là nhiều bài tập. Đọc sách trong thư viện, đọc sách ngoài hành lang là những hình ảnh quen thuộc của học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái. Không có sự gò bó bên trong các bức tường nên hàng ngày thư viện thân thiện đã trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo học sinh của nhà trường. Thêm vào đó, các loại sách trong thư viện được nhà trường bố trí, sắp xếp hợp lý, trang trí đẹp, bắt mắt và phân theo từng khu riêng biệt, đảm bảo tính khoa học, dễ tìm kiếm. Sau khi đã được sắp xếp, trang trí lại thì thư viện nó rất là đẹp, thoáng đãng. Ngồi đây thì chúng ta với không gian nó rất là tuyệt vời để có thể đọc sách, tiếp thu những kiến thức. Với số lượng học sinh đông, để tăng tính hấp dẫn, thu hút các em hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức đọc sách của học sinh. Đồng thời huy động nguồn nguyên liệu sách từ hội phụ huynh học sinh để kịp thời bổ sung, làm đa dạng phong phú thêm số lượng sách của thư viện. Trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú đã bước đầu tiến hành là đi quyên góp rồi thì ủng hộ sách từ nguồn từ các cái cán bộ giáo viên cũng như là từ các em học sinh để làm cho cái nguồn tài liệu của thư viện thêm phong phú. Và thứ hai nữa là tổ chức cho các em học sinh hoạt động bất kể một cái thời gian nào trong cái thời gian ban ngày. Ví dụ như là đầu giờ sáng các con có thể đến sớm hơn một chút, các con vào thư viện để đọc. Ngoài chức năng phục vụ đọc sách, thư viện thân thiện của trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái còn tạo cho học sinh phát triển khả năng tự học với không gian học tập đa chức năng. Đây cũng là môi trường thuận lợi, góp phần khơi gợi, đưa văn hóa đọc ngày càng được lan tỏa trong các nhà trường. Quý vị và các bạn thân mến, với mong muốn bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, nghệ nhân Chảo Láo Chiếu, dân tộc Dao, xã Tòng Sành, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, luôn dày công nghiên cứu sách cổ, truyền dạy chữ viết cho đồng bào. Từ tâm huyết của mình, ông đã lan tỏa tình yêu văn hóa Dao đến nhiều người, trong đó có các bạn trẻ. Từ khi được công nhận là nghệ nhân dân gian vào năm 2021, nhà ông Chảo Láo Chiếu, xã Tòng Sành, huyện Bát Sát ngày càng có đông người lui tới học tập và cùng nghiên cứu những kiến thức trong sách cổ của người Dao. Cháu Láo Sử là một trong số 700 học trò của thầy Chiếu. Mỗi khi rảnh đều tìm tới nhà nhờ thầy dạy bảo. Bởi em thì cũng được thầy dạy được hơn chục năm nay. Em thích là cái bài hát đối đáp. Học cũng lâu rồi nhưng mà cũng không thuộc lòng mấy. Cho nên là cũng nhờ thầy cũng chỉ giúp rất nhiều. Và cũng thầy hàng năm thầy cũng... Thứ nhất là Tết là các thầy cũng hay giao lưu để cho các trò học hỏi về bài hát, về đối đáp. Chảo Láo Sử là một trong số 700 học trò của thầy Chiếu. Mỗi khi rảnh đều tìm tới nhà nhờ thầy dạy bảo. Gia đình có 8 anh em trai thì cả 8 người đều là thầy cúng có tiếng ở trong vùng. Những đám cấp sắc 12 đèn ở khu vực chủ yếu là do nghệ nhân Chảo Láo Chiếu làm chủ lễ. Năm 2019, ông vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời sang Nhật Bản để trình diễn về nghi lễ cấp sắc 12 đèn. Dày công nghiên cứu, ông luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao đỏ. Ngày xưa thầy là bảo chúng tôi là học cái này là học đây là thế ý nghĩa của dân tộc Dao, mình không thể bỏ được bản sắc của mình. Thế là chúng tôi lưu giữ để truyền dạy cho các cháu các em. Để mai kia là truyền đây này sang đây khác là mình lưu giữ được cái bản sắc dân tộc của người Dao đỏ.
Ngoài những lớp dạy chữ cho người lớn, nghệ nhân Chảo Láo Chiếu còn được các trường học mời dạy chữ viết cho học sinh, cũng như một số lớp do địa phương tổ chức vào dịp hè. Từ đây, phong trào bảo tồn chữ Nôm Dao tại xã Thòng Sành ngày càng được lan tỏa. Những cái thầy này phải những người chủ đạo, nhất là phải lưu truyền được những cái bản sắc đó. Và thứ nhất là phải học được cái hành lễ, rồi lễ nghi, rồi thì là học cái bộ chữ, rồi thì là những cái giao duyên, những cái bài hát. Và để học những cái đó là nó phải song song, áp dụng làm sao phù hợp với pháp luật để tránh được cái hủ tục lạc hậu. Từ những cái đó thì mới có sự phát huy. Đóng góp của nghệ nhân Chảo Láo Chiếu và cộng đồng Dao Đỏ ở Tòng Sành, huyện Bát Sát không chỉ bảo tồn mà còn khơi dậy những giá trị văn hóa, tri thức bản địa phong phú của cộng đồng người Dao ở Lào Cai. Thông tin dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 16 ngày 17 tháng 10 năm 2023. Lào Cai nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Lai Châu có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Điện Biên có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Sơn La có mây vài nơi, không mưa, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Yên Bái có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phú Thọ có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tuyên Quang có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Hà Giang ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.